từ giờ đến Tết, khó mấy cũng phải tìm được bốn loại cây này đặt lên bàn thờ để tiền bạc may mắn ùn ùn kéo đến suốt năm mới. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo sĩ Tử Thông. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập chương trình xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, vạn sự hanh thông. À quý vị thân mến, bàn thờ vốn được người Việt coi là cái thứ linh thiêng nhất trong nhà. Bởi đây là cái nơi thờ cúng tổ tiên, nơi con cháu bày tỏ cái tấm lòng thành kính với những người đã khuất trên bàn thờ được bài trí rất nhiều thứ với hy vọng sẽ làm cho thánh thần tổ tiên hài lòng mà ban phát cho lộc lá đến con cháu. À, chính vì vậy việc bày cây phong thủy trên bàn thờ ngày một trở nên phổ biến nhất là trong cái dịp Tết Nguyên Đán sắp tới đây. điều này sẽ giúp cho gia chủ chiêu dụ được tài lộc mời thần tài gõ cửa và may mắn cũng theo đó mà xung về trong căn nhà của bạn. À, trong chương trình ngày hôm nay thì tử thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về bốn loại cây phong thủy nghe thôi đã thấy giàu đặt lên trên ban thờ thì tài lộc chiếu rọi tiền tiêu bảy đời không hết. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Bốn loại cây nghe đã thấy giàu đặt lên trên ban thờ để chiêu dụ tài lộc. À, thứ nhất, cây may mắn đầu tiên mà ai cũng biết đó chính là cây kim tiền. Tiền vàng vào như nước. Ý nghĩa của cây kim tiền trong cuộc sống bắt nguồn từ cái sức sống khỏe khoắn, dẻo dai trong mọi cái điều kiện thời tiết. Nên cây kim tiền thường được mọi người trồng để trưng bày với mong muốn đạt được cái sự mạnh mẽ, kiên cường, bất chấp khó khăn, bất chấp hoàn cảnh sống khắc nghiệt để vươn lên. Từ đó khiến cho con người luôn tràn đầy cái năng lượng, nhiệt huyết, không bị nản chí để thực hiện những cái quyết định quan trọng trong cuộc sống. À, không chỉ thế, cây kim tiền còn là cái thể hiện, là cái hiện thân cho cái cuộc sống hạnh phúc, ấm no và đủ đầy. Vẻ đẹp xanh mướt, sang trọng, cùng với cái tên kim tiền còn giúp cho loài cây này mang một cái vẻ đẹp của sự giàu có thịnh vượng và màu mỡ có những cái ý nghĩa rất tuyệt vời dành cho các gia đình cũng như là gì những người làm văn phòng vì vậy cây kim tiền hay được mọi người trồng trang trí trong nhà hoặc là đặt nơi làm việc để nhận được những cái ý nghĩa tích cực đặc biệt là từ giờ đến tết ý, quý vị đặt cây kim tiền trên bàn thờ thì sẽ mang lại được cái lọc lá tài lộc cũng sẽ ồn ùn kéo đến với gia chủ À, bây giờ chúng ta cùng xét về cái ý nghĩa của cây kim tiền trong phong thủy à, thưa quý vị về phong thủy thì cây kim tiền là hiện thân của sự uh, phú quý phát tài và thâu thu cái tài lộc cho gia chủ đặc biệt mỗi khi cây kim tiền ra hoa ấy, thì điều này được coi là cái sự may mắn của người chồng bởi đây được xem là một cái dấu hiệu tốt báo hiệu cái sự thành công đang đến gần với gia chủ hoa của cây kim tiền có màu trắng tượng trưng cho cái sự tài lộc thịnh vượng Đơm hoa kết trái cho cuộc sống thêm no đủ, hạnh phúc và viên mãn. Mọi người thường cột lên cây kim tiền những sợi dây chỉ đỏ hoặc là những cái đồng tiền xu ấy, tiền xu ngũ đế để trang trí, cũng như là gì? Cầu mong cho tiền tài, danh vọng, địa vị trong cuộc sống, cũng như là gì? Sự giàu có trong tương lai. Những cái ý nghĩa tốt đẹp của cây kim tiền đã mang đến cho con người một cái năng lượng tích cực để luôn phấn đấu vươn lên trong cuộc sống để đạt được cái thành công và đạt được những cái mục tiêu của mình. À, chúng ta cùng xét đến quan niệm về cái ngũ hành tương sinh ý nghĩa phong thủy của cây kim tiền thích hợp với những người mệnh kim và mệnh hỏa. Những người thuộc hai cái mệnh này thì thường có cá tính mạnh mẽ và sự kiên định trong mọi vấn đề của cuộc sống. Thế nên khi mà trưng bày cái chậu kim tiền trong nhà ấy và nơi làm việc ấy, sẽ đem đến cho họ cái nguồn năng lượng và thuận lợi trải dài trên con đường công danh và sự nghiệp của hai người mà thuộc cái mệnh này. À, thưa quý vị, thì để chăm sóc cây kim tiền đúng thì cách tưới nước cho cây kim tiền cũng là điều quan trọng. Đấy quyết định đến cái độ sống lâu của cây. Lượng nước tưới quá nhiều cũng sẽ làm cho cây bị úng, bị úng dễ và dễ bị vi khuẩn. Đặc biệt đối với cây văn phòng thì việc tưới nước cần phải được tiết chế một cách tối đa hoặc là một tuần một lần. À, quý vị để trên trong cái không gian thở cũng cũng vậy nên là thường xuyên chúng ta chỉ dùng cái bình xịt chúng ta xịt đấy nhá để cho cây được tốt lành và lên lá nó thấm lên lá thôi và nó sẽ thấm thấu dần xuống dưới chứ không nên gì đổ ồ ạt xuống nó sẽ dễ bị úng và chết cây. Đó vậy nên từ giờ đến Tết, quý vị hãy tìm cho mình một cái cây kim tiền đặt ở trong nhà hoặc đặt ở không gian thờ cúng để mang lại cái may mắn tài lộc cho gia chủ trong cái năm mới 2024 à, năm sắp thìn sắp tới đây. Đó là cây may mắn đầu tiên. Cây thứ hai mà quý vị nên tìm ngay để đặt trong cái không gian thờ cúng cũng như trên ban thờ hay là bài trí trong nhà mình ấy, đó là cây vạn lộc giúp gia chủ phát tài phát lộc. À, quý vị thân mến, trong phong thủy thì cây vạn lộc tượng trưng cho cái sự may mắn với rất nhiều cái màu sắc trên lá Cây có tác dụng là trừ tà, đem lại cái vận may và sự thịnh vượng cho con người. Nó vừa là không khí, dáng cây lại thể hiện cái sự mạnh mẽ, tràn ngập cái sức sống và cắt tường cho cái người trồng cây. À, cây thích hợp trưng bày ở các hộ gia đình có không gian nhỏ, hẹp, trong phòng làm việc hoặc là trong phòng thờ. Nó vừa sạch làm sạch không khí, nó lại vừa gì tô điểm thêm cái màu sắc cho không gian sống. Vì cái ý nghĩa may mắn và tài lộc thì cây được sử dụng làm quà biếu trong các dịp lễ Tết. Đó hoặc là gì trong cái cuộc buổi khai trương đó à, trong phong thủy màu đỏ là cái sắc màu của sự may mắn là cái cơ hội tốt đẹp cây vạn lộc với cái sắc lá đỏ hồng vì vậy tượng trưng cho cái điểm lành giúp gia chủ gia tăng cái vượng khí hút cái năng lượng tích cực đến cho những người được trồng cây à, theo người xưa thì cây còn có tác dụng là trừ tà đem lại may mắn và thịnh vượng cho có con người nên là gì có thể bày ở vị trí tài vị của văn phòng cái vị trí tài lộc của mình ấy là phòng khách hoặc là phòng làm việc. Nó sẽ mang lại cái may mắn và tài lộc, hạn chế những điều xui rủi trong cuộc sống và trong kinh doanh. Đồng thời, đúng với tên gọi của nó, cây vạn lộc sẽ đem đến trăm ngàn cái tài lộc cho gia chủ. Những người trồng cây này thì về đường tài lộc sẽ được hanh thông, phát tài phát lộc, tiền tài thì dồi dào và gia sản thì phú quý. Vạn lộc ra hoa là một cái tin tốt, báo hiệu một cuộc sống phú quý giàu sang. Hoa nở thì gì? Nó sẽ mang lại cái hạnh phúc đấy. À cây vạn lộc thì hợp mệnh gì? À, thưa quý vị, cây vận lộc thì màu sắc của nó là chủ đạo là màu hồng, màu đỏ nên là phù hợp với những người mệnh hỏa và những người mệnh thổ. Đây là cái màu sắc bản mệnh của cái, của cái cây này. Người mệnh hỏa có tính cách là nồng nhiệt, sôi nổi và ấm áp như cái ánh lửa vào giữa đêm đông. Họ tự tin và thích dấn thân vào những cái thứ mạo hiểm, rủi ro để đạt được cái mục đích sống như mong muốn. Đường tài vận công danh sự nghiệp của những người mệnh này cũng rất thuận lợi và êm đẹp nhưng về khía cạnh nào đó, thì vì quá cuồng nhiệt nên họ lại dễ bốc đồng với đồng nghiệp hay là gì, với bạn bè hay là với những người trong gia đình. Lửa có thể thiêu cháy mọi thứ, làm mọi thứ bị lụi tàn. Lửa cũng có thể là thiêu hủy tiền tài, danh vọng. Nên những người có mệnh hỏa có khả năng kiếm tiền nhưng mà tiêu xài cũng rất hoang phí, dẫn đến là gì? Lúc nào cũng trong cảnh túng thiếu. Nói chung ấy, khi trồng cây vận lọc thì quanh năm cây vận lộc sẽ mang lại may mắn với những người mệnh hỏa, giúp cho họ thăng tiến trong ấy sự nghiệp. À, cây đỏ gặp mệnh hỏa là lưỡng hỏa thành viên tạo nên một cái sức nóng mãnh liệt sẽ không ai bị kịp đó hỏa à, lưỡng hỏa hỏa diệt nên là người mệnh này ấy, khi trồng cây vạn lộc cần phải chú ý chọn chậu màu trắng màu xanh màu xanh dương hoặc là gì màu đen để khắc chế bớt à, tuy nhiên cái màu sắc của chậu không được lấn át cái màu nổi bật của cây vì sẽ phạm phải những cái đại kỵ trong phong thủy thì ngoài ra ấy, những người mệnh hỏa theo ngũ hành tương sinh thì mệnh thổ cũng là khá phù hợp thì để trồng cây này những người mệnh kim và mệnh mộc thì tuyệt đối không nên trồng cây vạn lộc vì nó sẽ gặp những chuyện xung khắc. Quý vị có thể chọn cây khác cắt lành hơn. Riêng về với những người mệnh thủy nếu mà muốn trồng cây vạn lộc ấy, thì quý vị nên sử dụng cái chậu thủy sinh nhé để trang trí vài thêm một viên sỏi trắng nữa thì nó cũng mang lại cái sự may mắn và đẹp đẽ sạch sẽ trong không gian thờ cúng cũng như là trong không gian sống của chúng ta. À, về cách chăm sóc cây vạn lộc thì cây vạn lộc chịu được cái độ sáng đấy độ chiếu sáng là tối đa là 50%. Nếu mà vượt quá ngưỡng này thì tình trạng lá đốm sẽ sẽ xuất hiện lá khô, héo dẫn đến là chết cây. Độ ẩm phù hợp nhất là 50 đến 70%, cây sẽ sinh trưởng bình thường và phát triển khá là tốt. Khi có sự thay đổi về nhiệt độ đột ngột, cây sẽ bị gì? Căng thẳng và dẫn đến là gì? Kém phát triển, còi cọc. À, cây hút nước mạnh nên là quý vị nên tưới nước vào mỗi ngày vào buổi sáng sớm và buổi chiều muộn, mỗi ngày ít nhất 1 2 lần. Đó. Vì là loài cây lá có nhiều màu sắc khác nhau, có nhiều sắc tố khác nhau nên nơi đặt chậu ấy cần ít nhất 2 đến 3 giờ ánh sáng tự nhiên. Khi mà trưng cây trong cái phòng ấy thì quý vị nên nên mang cây ra phơi nắng ít nhất một tuần một lần nếu mà để cây ở phòng lạnh, để cho cây luôn được tươi tốt và và mang lại được cái may mắn tài lộc cho gia chủ. Đó. Đó là cây thứ hai đúng không Và cây thứ ba chúng ta xét đến đó là chính là cây phú quý. Cây phú quý mang đến cái sự giàu sang, nhung lụa cho gia chủ à thưa quý vị từ giờ đến tết thì quý vị hãy gì chọn cho mình một cây phú quý trưng trong nhà hoặc là trưng trong không gian thờ cúng. À, theo quan niệm của phong thủy ấy, cây phú quý sẽ mang lại cái sự may mắn giàu sang phú quý đúng như cái tên gọi của nó cây phú quý thì có thân màu trắng hồng lá màu xanh bóng đôi khi ấy, nó ửng vàng viền ngoài của lá có màu đỏ chạy bao quanh mang cái ý nghĩa của sự giàu sang và ý thức cầu tiến trong cuộc sống trên thế giới tên khoa học của cây phú quý có nguồn gốc từ hy lạp mang ý nghĩa là sáng đẹp, còn ở phương Đông ấy, gọi cây này là cây phong thủy, cây phú quý mang cái ý nghĩa may mắn tốt lành. Vì vậy cây phú quý được nhiều người lựa chọn trồng và mua tặng nhau trong những dịp lễ Tết dỗ chạp hoặc là những dịp mừng thọ mừng khai trương với lời chúc là phú quý thịnh vượng cho gia chủ. À, Xét về mệnh ấy, thì cây phú quý có màu đỏ được xếp vào hành hỏa. À, theo quy luật tương sinh ấy, thì cái ngũ hành của cây ấy, thích hợp với những người thuộc hành hỏa hoặc là hành thổ vì là gì hỏa sinh thổ à, có rất nhiều người đặc biệt là dân kinh doanh ấy, rất quan tâm đến cái yếu tố phong thủy trước khi quyết định trưng bất kỳ cái cây nào trong nhà bởi họ tin rằng nó sẽ làm mình may mắn hoặc là gì lụi bại à, cách chăm sóc cây cũng khá đơn giản đấy quý vị cung cấp cái, cái ánh sáng đầy đủ cho cây phú quý nói chung cây phú quý thì cũng thuộc cái dòng cây mà ưa bóng dâm nó sống tốt ở dưới ánh sáng khuếch tán hoặc là gì trong cái điều kiện ánh sáng đèn huỳnh quang thì nó cũng sống được do đó người ta thường trồng cây phú quý trong nhà hơn là ở ngoài vườn à, tuy thế để cây có màu lá đẹp thì một tuần quý vị cũng nên là gì mang ra phơi nắng một hai lần Đấy. vào cái buổi sáng sớm trước 10 giờ sáng tuyệt đối tránh cái ánh nắng gay gắt vào buổi trưa vì có thể sẽ làm cháy lá cũng như là làm chết cây thì ngoài cái ánh sáng ra ấy, thì cũng cần lưu ý đến cái nhiệt độ và cái độ ẩm của môi trường trồng cái cây phú quý À, cây vẫn sống tốt trong cái môi trường điều hòa với cái nhiệt độ lý tưởng từ 15 đến 30 độ C nhiệt độ cao quá hoặc thấp quá thì cây cũng khó có thể phát triển được quý vị tránh trồng cây ở nơi có lửa hoặc là nhiệt độ cao như là gần bếp gần bếp nấu vân vân về việc bổ sung dinh dưỡng cho cây thì dù bạn trồng cây phú quý ở trong đất hay là trồng cây phú quý thủy sinh thì cũng cần bổ sung dinh dưỡng cho cây định kỳ đối với cây phú quý trồng ở đất ấy, thì quý vị có thể là gì sử dụng phân bón NPK để chúng ta gì chúng ta bón cho cây hoặc là tưới cho cây đó còn cây phú quý trồng thủy sinh ấy, thì quý quý vị cũng nên là gì một tuần ấy, nhỏ một ít dung dịch chất dinh dưỡng để gì để cho cây phát triển được tốt hơn đó là bốn loại cây mang lại may mắn tài lộc mà từ giờ đến tết quý vị nên tìm để gì trưng trong nhà cũng như là gì đặt trong cái không gian thờ cúng để cho được gì may mắn và bình an à, quý vị thân mến mỗi gia chủ mang một con giáp cùng mệnh khác nhau sẽ hợp với một hoặc là một vài loài cây phong thủy khác nhau và để giúp hỗ trợ cho cái thiếu sót của mình Đấy. Bổ sung cái vượng khí và nâng cao cái tài lộc may mắn trên con đường công danh sự nghiệp Đồng thời cây phong thủy hợp tuổi còn giúp phát huy cái điều tích cực của bản thân Đấy. À, Trong phần tiếp theo Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những loại cây có tác dụng tuyệt vời Giúp chiêu dụ cái tài lộc và có ý nghĩa may mắn trong phong thủy Xin mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi Thứ tư là cây phát tài Đấy. À, Thưa quý vị mang đến cái sự đại cát đại lợi thì cây phát tài hay là còn gọi là cây phát dụ ấy là cái loài cây có sức sống mãnh liệt nó phát triển được trong nhiều cái điều kiện môi trường khác nhau thậm chí là cả những môi trường khắc nhiệt thì thân cây vẫn luôn giữ được cái dáng đứng thẳng và hiên ngang do đó cây được ví như cái nguồn năng lượng mạnh mẽ bất diệt để mang lại tiền tài và may mắn cho cuộc sống của gia chủ à, thưa quý vị năm yếu tố trong ngũ hành mà một cây phát tài cần có đúng không ạ thì để phát tài đem lại được cái sự may mắn cho gia chủ Thì ngoài cái sự thành tâm của gia chủ ấy Cũng cần phải chú ý đến các yếu tố như sau Và để cái phát tài được mang lại được đầy đủ cái may mắn Cái tài lộc cái thịnh vượng Thì chúng ta cũng cần phải đáp ứng đầy đủ cái yếu tố ngũ hành Là kim mộc thủy hỏa thổ Như là trồng cây chậu cây chế độ chăm sóc nước bón như thế nào đúng không? Vân vân đó à, Sau đó cái việc chọn cây hợp tuổi là rất quan trọng à, Với cây phát tài như vậy Thì trong phong thủy cây phát tài là cây phong thủy hợp với những người tuổi tuất khi mà trồng cây này thì sẽ mang lại những cái điều may mắn, êm ấm và hạnh phúc cho những gia đình những có người tuổi tuất. Với bản thân những người tuổi tuất thì họ còn nhận được cái sự may mắn về con đường sự nghiệp. Còn nếu mà kinh doanh thì sẽ nhanh chóng phất lên như diều gặp gió. Vị trí đặt cây phát tài hợp phong thủy thì ngoài việc quan tâm đến cái con giáp hợp tuổi với cây, à các bạn cũng nên tìm cái vị trí đặt cây ở đâu để chiêu tài lộc, chiêu may mắn. Dẫu biết rằng cái thành công trong cuộc sống chủ yếu là dựa vào cái năng lực của bản thân nhưng mà không thể nào mà thiếu đi một chút cái may mắn và ai cũng mong muốn nhận được cái sự may mắn đến về phía mình với những người làm văn phòng ấy, thì người ta sẽ đặt cây ở vị trí bàn làm việc để mỗi ngày nhìn ngắm cây sẽ giúp họ tự tin hơn về một ngày may mắn đang ở bên cạnh họ gia chủ thường đặt cây ở hành lang hoặc là ở phòng khách ở nơi tâm linh trong ngôi nhà hoặc là ở trung tâm của ngôi nhà để thu hút cái sự may mắn về những thành công cho những thành viên trong gia đình à, về cái hướng đặt cây ấy, thì khi mà lựa chọn đặt cây thì các bạn nên chọn đặt cây ở vị trí Đông Nam Bởi theo quan niệm phong thủy ấy, cây thuộc hành mộc Nếu mà đặt ở hướng này thì sẽ giúp mang lại cái may mắn cho cái không gian Nó được bình yên Đem tiền bạc, hạnh phúc, tài lộc đến cho gia chủ Giúp tinh thần của gia chủ cũng luôn được thoải mái, thư thái và có năng lượng dồi dào Còn khi các bạn đặt cây ở hướng Bắc ấy, Nó sẽ giúp cho cuộc sống, công việc gặp nhiều cái may mắn thuận lợi, xuân sẻ bình an à, Cây không thích hợp đặt ở hướng Tây vì hoặc là hướng tây nam là hai hướng này thuộc kim thì nó sẽ không tốt à, bên cạnh đó quý vị cũng nên đặt cây ở vị trí thoáng mát nơi có nhiều cái ánh sáng tự nhiên à, tuy nhiên bạn không nên đặt cây ở nơi có quá nhiều ánh sáng mặt trời nó sẽ làm cho cây bị héo úa à quý vị cũng nên đặt cây ở những nơi sạch sẽ tránh những cái nơi mà có mùi hôi mùi hám như là gần máy giặt gần tủ lạnh vân vân đó à, thưa quý vị như vậy là trồng cây phong thủy là một cái bí quyết quan trọng để ngôi nhà có được cái vận khí vượng khí ngập tràn và may mắn tài lộc nó ùn kéo đến giúp cho các bạn có được cái tâm trạng là tích cực và luôn tỏa ra cái năng lượng tích cực sẵn sàng chinh phục những cái thử thách trên con đường làm giàu của mình cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi à, quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo à, xin cảm ơn